Xin chào quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi trở lại chương trình bình luận về thời sự với ký giả Nguyễn Xuân Nam. Trước xin kính chào ký giả Nguyễn Xuân Nam. Xin chào luật sư. Dạ vâng. Thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam, nếu mà chúng ta để ý thì hơn 2 năm qua kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền đó, thì ông đã tiến hành những cái vận động chính trị ở trong nội bộ của Trung Quốc cũng giống như là những cái đường lối đối ngoại của ông đó, khiến cho các nhà quan sát quốc tế họ dẫn đến một cái kết luận là hình như Tập Cận Bình đang trên hướng để trở thành một cái nhà độc tài kiểu như là Mao Trạch Đông, như là Hitler. Trước hết, ký giả Nguyễn Xuân Nam có thể cho một cái nhìn tổng quát về cái nhận định này thôi. Cảm ơn luật sư và thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam một lần nữa hân hạnh được tái ngộ cùng tất cả quý vị. Thưa luật sư là như thế này, những cái nhà trong cái lịch sử con người từ cổ đại tới hiện đại đó, nó có nhiều tham vọng đó. Nào là tham vọng của trường sinh bất tử, muốn mình cứ sống hoài để vĩnh viễn và vĩnh viễn làm vua, thiết lập cái đế chế muôn đời. Rồi có những cái tham vọng là mình trở thành những người mà lãnh tụ, những vị hoàng đế mà vĩnh viễn nằm trên ngôi, nằm trên cái ngai vàng của mình. Chúng ta thấy trong lịch sử quá khứ rất là nhiều trường hợp như vậy. Và trong những cái thời gian mà hiện đại này, chúng ta thấy chẳng hạn như là Putin, anh thấy không? Cũng dùng rất nhiều cái thủ thuật là hai nhiệm kỳ tổng thống, rồi trở thành thủ tướng, rồi lại tổng thống. Và ta nghĩ đến ông ta có thể viết lại hiến pháp để trở thành tổng thống, và có thể ông sẽ ra tiếp tổng thống trong thời gian tới. Có nghĩa rằng ông ta tìm những cái cách để trở thành những vị tổng thống, vị tổng thống muôn đời, right? Loại trừ đối thủ và trở thành những tổng thống muôn đời. Chúng ta thấy không những như vậy, là ngay cả trong thời kỳ Mao Trạch Đông, rồi chúng ta thấy là bên Campuchia thì gần đây chúng ta thấy Hun Sen là thủ tướng ngàn đời, right? Rồi chúng ta thấy là Kim Chính Nhất, rồi Kim Jong Un, rồi Kim Nhật Thành, họ chỉ muốn trở thành những vị vua, những vị tổng thống mà vĩnh viễn và không có sự thay thế. Nói đâu xa, tại Việt Nam của mình thì anh thấy cũng có những trường hợp như ông Phạm Văn Đồng tự hào là mình là vị thủ tướng trị vì lâu nhất trong lịch sử của Việt Nam và nhân loại. Hay chúng ta thấy bên kia là Fidel Castro, Raul Castro, chúng ta thấy nhan nhản khắp mọi nơi. Nhưng mà bây giờ người ta quan sát một cái nhân vật mà cũng có thể đi theo vết xe đó là ông Tập Cận Bình. Phải chăng Tập Cận Bình đang dọn đường để chuẩn bị cho một cái gọi là một tân hoàng đế? Nói là hoàng đế đó là nói người lãnh đạo lâu dài với quyền lực vô biên vô hạn của nó. Thì phải chăng Tập Cận Bình đang muốn trở thành một vị hoàng đế? Đó là một cái đề tài mà báo chí quốc tế cũng đang nói trong những ngày vừa qua, thưa luật sư. Và thực sự ra, thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam, nếu mà chúng ta quan sát thì quả thật là thỉnh thoảng chúng ta nghe gần đây người ta gọi là ông Gia Gia Si, có nghĩa là bố già Tập, rồi gọi Tập Cận Bình là Papa Tập, rồi gọi vợ của Tập Cận Bình là Mami Tập, vân vân. Thì cho thấy rằng là cái điều quan sát của nhiều giới thông tin trên thế giới như là cái giảng Nguyễn Xuân Nam mới trình bày đây, thì quả thật là đó là một cái chiều hướng mà Tập Cận Bình muốn làm. Ông ta muốn trở thành ra một cái lãnh tụ mà không phải là chỉ 10 năm rồi ông ta sẽ xuống, không có một cái dấu hiệu gì mà năm 2022 ông ta sẽ xuống hết. Và khi ông ta muốn thực hiện cái điều để mà biến mình trở thành một cái lãnh tụ lâu dài hơn nữa theo cái kiểu Mao Trạch Đông, thì ông ta sẽ dựa trên một cái nền tảng lý thuyết nào? Như cái giảng Nguyễn Xuân Nam cũng biết đó, là từ Hitler, từ những cái đế quốc mà ngày xưa đó, họ luôn luôn họ có một cái nền tảng lý thuyết, nền tảng chính trị để mà dựa trên đó họ thu phục cái sự ủng hộ của dân chúng. Thì theo cái giảng Nguyễn Xuân Nam, Tập Cận Bình sẽ dựa trên cái nền tảng lý thuyết nào, dựa trên cái kinh điển nào để mà thực hiện cái con đường đi của ông ta, để biến ông ta trở thành một cái thứ lãnh tụ lâu dài của Trung Quốc thôi? Rất cảm ơn luật sư. Cái câu hỏi rất là thú vị, một cái vấn đề được đặt ra cái thú vị. Trong lịch sử nó có nhiều cái mô hình lắm.
nó có nhiều cái mô hình lắm. Có thể là dùng cái tập quyền tối đa của mình, có thể dùng cái độc tài của mình, dùng cái bạo lực và sức mạnh vô biên của mình để mà tiêu diệt đối thủ, khủng bố người dân, để áp đặt một cái quyền lực vô biên và viễn cửu của mình. Chúng thấy đừng ở đâu xa, chúng ta thấy chẳng hạn như là trường hợp của Bắc Hàn á, thì vài vị lãnh tụ có thể giết bất cứ một người nào, có thể thách thức cái quyền lực của mình, không nghe lời của mình. Thậm chí vị bộ trưởng quốc phòng á, chỉ vì đang ngủ trong khi người ta nói chuyện cũng có thể bị đem đến xử tử, để tạo sự hoảng sợ và duy trì quyền lực của mình. Trong trường hợp của ông Putin là một trường hợp khác nữa. Thí dụ như luật sư thấy đó, mặc dù Putin là một tai họa cho nước Nga, là vì cái chính sách mà xâm lược ở tại khu vực mà vùng crash, cái vùng mà Crimea, cho đến cái xâm lược ở tại vùng miền đông của Ukraine, dẫn đến sự trừng phạt khổng lồ của phương Tây và khiến cái nước Nga sụp đổ, right? Nhưng mà cái approval rate, một cái sự ủng hộ của dân chúng Nga trong cái thăm dò mới nhất lên tới 89%, với cái thăm dò mà dân chúng mê hoặc lên tới 89%, thì cho phép Putin có thể nghĩ đến viết lại cái hiến pháp mới và tái trở thành một vị tổng thống của Nga Xô trong nhiệm kỳ thứ tư. Như vậy đó, người ta có thể dùng bằng cách là mê hoặc dân chúng. Dân truyền hình của Nga, báo chí của Nga, họ đâu nói những cái khuyết điểm của Putin, họ không nói những cái chuyện mà bá láp của Putin, mà chỉ tô vẽ ông ta là người ái quốc, ông ta là người Nga yêu nước, ông ta là người Nga đưa nước Nga lên, nhưng bị cái thế lực thù địch từ phương Tây là họ phá hoại. Cho nên càng phương Tây càng phá hoại bao nhiêu, càng cấm vận bao nhiêu, thì truyền thông một chiều bao nhiêu, thì dẫn đến cái hình ảnh Putin được 89% người dân Nga ủng hộ, và người ta đang nói đến ông sẽ trở thành tổng thống của nước Nga ở nhiệm kỳ thứ tư. Tuy nhiên á, có một cái câu nói mà người ta nói đến về Tập Cận Bình, có một cái kinh điển mà ta nghĩ là Tập Cận Bình đang đi con đường này. Ông đi con đường tổng hợp của nhiều con đường, trong đó có cả của Nga và có cả của các bạo chúa trên thế giới trong lịch sử. Nhưng có một con đường mà ta nói đó, là ông ta muốn áp dụng cái câu nói của một nhân vật trong thời kỳ đệ nhị thế chiến đó, một cái nhân vật mà trong thời kỳ của Hitler, của chính quyền Hitler, của nước Đức đó, mà nước Hitler được xem là the third Reich, một cái đế chế đứng hàng thứ ba trong lịch sử nhân loại. Cái trong cái thời đó thì với nhân vật tên là Goebbels, thì nhân vật này là bộ trưởng truyền thông, và đắt thêm cái chữ nữa, không những bộ trưởng truyền thông mà tuyên truyền, mà bộ trưởng là Enlightenment. Enlightenment, cái chữ này nó hơi khó dịch trong cái bối cảnh một chính quyền của nước Đức, nhưng mà người ta gọi là bộ trưởng bộ tuyên truyền. Chuyện Goebbels này đó, ông nói một câu đó vào năm 1933, ông nói một câu tương đối khá bất hủ mà nhà sử gia của trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là trường đại học nổi tiếng thế giới, trường đại học Cambridge, ông sử gia đó tên là Richard J. Evans, ông ta trích lại cái câu nói của Goebbels, và cái câu nói này được xem có thể là kinh điển mà chính ông Tập Cận Bình đang theo đuổi câu nói này, là cái nỗ lực không ngừng không bao giờ đủ để chinh phục cái lòng dân, từ những người chống mình sang trung lập không chống mình nữa, và tới người đang trung lập đang không chống mình nữa thì trở thành những người mê hoặc mình. Như vậy là ông dùng theo cái trong chừng mực nào, Putin cũng đang đi con đường này, Putin cũng đang đi con đường này, và phải chăng đó là con đường mà Tập Cận Bình đang nhắm tới, là phải dùng một cái ngân sách khổng lồ, một chế độ chính sách mỹ dân kinh khủng, một sự lừa bịp kinh khủng để giải quyết cái tâm lý quần chúng, để thấy cái công chúng, để biến công chúng đó, những người chống mình trở thành người không chống mình nữa, trung lập, và những người đang ở thế trung lập sẽ dần dần trở thành những người mê hoặc mình, ủng hộ mình, đã dùng cái chữ là nghiền ngập với chính mình, nghiền ngập với chính mình để chi? Để cảm thấy rằng mình có thể sống chết với người đó. Thì đó chính là một cái điều mà
chúng tôi nghĩ rằng đó, cái thời kỳ Hitler, ông Hitler dùng gì, luật sư thấy không? Ông đưa ra cái lòng ái quốc và dòng mà superhuman, con người siêu nhân, siêu nhân loại, siêu con người, tính ưu việt của tính ưu việt của cái dân tộc người German, dân tộc Đức, chỉ có thể là người Đức với cái dòng giống German mới là người chủ thế gian này, bá chủ thiên hạ. Họ cho những người khác là những người mà được xem là man si và mọi sợ. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng trong cái cuốn là Tận Đế Xã Hội của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, ông sống lưu vong tại Đức, ông ta viết cái sự kỳ thị mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu đựng trong cái sống trong cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ chịu đựng khi sống tại Đức, bởi vì người Đức cho họ là siêu nhân, siêu việt. Thì cái dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ mà đang sống dưới cái thời của Đức thì là dân tộc gì? Là những nô lệ, là những loại công dân hạng hai, là những loại chỉ để hầu hạ cho dân tộc Đức. Và những người mà chinh trong đường chinh phục nước Đức thì những con tinh trùng của những người mang cái dòng máu German được xem là được truyền bá cho nhân loại, đó là ban ơn cho nhân loại để trở thành những đứa có những đứa con, có đứa cháu mang cái dòng máu, sự thông minh và sự vượt trội, cái ưu việt và cái siêu việt của dân tộc nước Đức. Và chính cái điều đó, ông ta dùng một bộ máy khổng lồ của tuyên truyền qua bộ máy của Goebbels để mà biến cho người Đức hẳn nhiên rằng mình chinh phục nhân loại, để cải tạo nhân loại này, để làm thăng hoa cái nhân loại này. Và họ có cái lý tưởng, họ có cái chân lý, họ có cái chính nghĩa đã tiến hành cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, lần thứ hai. Dạ, thưa luật sư, trước khi chúng tôi tiếp tục cái cuộc đối thoại với cái giảng viên Xuân Nam, có một vài chữ mà tôi muốn nhắc một chút xíu để cho quý khán giả cùng theo dõi với chúng tôi cho dễ dàng. Khi mà ký giả Nguyễn Xuân Nam dùng cái chữ là ông bộ trưởng tuyên truyền của Đức là tên là Goebbels, ở Việt Nam thì mình hay gọi là ông Goebbels, tại mình đọc theo cái, chắc có lẽ đọc theo cái khẩu âm của người Pháp, nhưng mà cái chữ đó đọc theo tiếng Đức hay là tiếng Mỹ là đọc là ông tổng trưởng Goebbels. Thì ngoài ra đó là ông tổng trưởng tuyên truyền, và ký giả Nguyễn Xuân Nam có dùng cái chữ là tổng trưởng về Enlightenment đó. Thì cái chữ đó theo cái nghĩa tôn giáo nó là cái chữ giác ngộ. Thì mình đã nghe cái chữ đó ở Việt Nam rồi, là giác ngộ cách mạng. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái bộ máy tuyên truyền của các cái chế độ độc tài nó rất là tương tự nhau, cái giảng viên Xuân Nam. Vậy thì cái ông bộ trưởng Goebbels, ông lo về tuyên truyền và ông lo vận động một cái cuộc nó gọi là giác ngộ cách mạng đó. Thì nói nôm na cho nó dễ hiểu, tôi thích cái câu, cái cách xài chữ của nhà văn Dương Thu Hương. Khi mà nhà văn Dương Thu Hương nói lên, kể lại cái những cái sự lên đồng của toàn bộ dân Việt Nam đi theo cái thời của Hồ Chí Minh á, thì nhà văn Dương Thu Hương dùng cái chữ gọi là một cái cuộc lên đồng tập thể. Thì qua sự trình bày vừa rồi của ký giả Nguyễn Xuân Nam, chúng ta thấy rằng là hệ thống tuyên truyền, hệ thống vận động cái giác ngộ cách mạng của những nhà độc tài như là Đức, như là Mao Trạch Đông chẳng hạn, họ tung tiền để họ mê hoặc, họ biến cái người mà chống trở thành ra là không chống nữa, trung lập. Còn cái người trung lập thì họ biến ra trở thành những người điên cuồng, giống như những cái người bị ghiền, bị addicted đó, thì những người đó bị mê hoặc. Để rồi khi mà đạt được cái trình độ mà gọi là lên đồng tập thể như nhà văn Dương Thu Hương đó, thì lúc đó cái từ ngữ của họ gọi là những người đó là những người giác ngộ cách mạng. Mà khi là những người mà đã gọi là giác ngộ rồi đó, thì gần như họ xông vào những cái chỗ chết, giống như là cái người điên, như là một cái lũ lên đồng vậy. Thì đó là cái con đường, cái chính sách mà đi qua của những cái nhà độc tài. Thế thì trở lại với cái giảng Nguyễn Xuân Nam, theo quan sát vừa qua thì ông Tập Cận Bình, ông đã dùng những cái chính sách nào khi mà ông áp dụng cái lý thuyết tuyên truyền của Goebbels vào trong cái vào nhân dân Trung Quốc đó, thì gần đây
ông ấy đã làm những gì, ông đã làm những chính sách mỹ dân như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta có thể nói thế này, khi mà những các nhà sử học họ khảo sát cái cách thức mà Tập Cận Bình đang đi đó, thì nó mang cái cách thức của cả Putin và cách thức của Hitler. Hitler đó, Putin là cái chính sách mỹ dân dữ dằn, và Hitler đó nó tạo cho cái đánh bóng một lãnh tụ, và họ tập trung vào cái charisma của lãnh tụ đó. Họ tập trung cái charisma là cái, mình có thể dùng cái chữ nào nó phù hợp trong tiếng Việt, thưa luật sư, cái charisma, sức thu hút của một người vậy? để cho cái vị lãnh tụ đó nó có một sức thu hút rất lạ lùng để chinh phục cái tình cảm, lý trí và sự tuân phục của cái công chúng đối với mình. Nếu không có cái đó thì người ta không có tôn trọng Hitler. Làm sao người ta quy phục những nhà bác học, những vị tướng giỏi, những nhà trí thức, những nhà kinh doanh khổng lồ có thể quỳ gối đi theo một anh thằng thợ sơn như Hitler? Cho nên phải có cái bộ máy tuyên truyền, một cái nhân vật sư tổ trong tuyên truyền trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong thời kỳ của Hitler, chính là nhân vật Goebbels. Right. Thì ông ta dùng cái bộ máy tuyên truyền đó. Mà cái bộ máy tuyên truyền đó bây giờ ta nhìn thấy nó xuất hiện lại trong hệ thống quyền lực của Trung Quốc hiện nay. Tôi cho ví dụ rất là rõ ràng. Trước khi ta thấy tại sao mà Tập Cận Bình làm được cái điều này, tại vì Tập Cận Bình nhìn lại hai cái triều đại trước mình, là cái triều đại Giang Trạch Dân và cái triều đại của Hồ Cẩm Đào. Chúng ta thấy Trung Quốc nó luôn bất mãn cái xã hội chủ nghĩa, nó bất mãn đảng, nó bất mãn ở cái chính phủ, và chúng ta thấy đã cực kỳ cuộc nổi dậy khổng lồ, mà Thiên An Môn là một ví dụ. Mà Thiên An Môn là một ví dụ, đó là cái lợi trí thức, giới trẻ, giới sinh viên, giới yêu nước, họ không chấp nhận đảng, họ không chấp nhận chính phủ và không chấp nhận cái đường lối của chính quyền đang đi. Trên cái sự nổi dậy rất lớn sau khi mà Thiên An Môn bị đàn áp đó, sự kiện Thiên An Môn bị đàn áp đó là vết dơ trong lịch sử của Trung Quốc. Và thưa quý vị, sau đó những phong trào nổi dậy vẫn tiếp tục, những cuộc đình công, những cuộc bãi thị, những cuộc xuống đường, những cuộc phản đối vẫn tiếp tục diễn ra. Mà có năm theo báo chí Trung Quốc thống kê có khoảng 280.000 vụ lớn nhỏ, anh chia là 280.000 vụ mà chia ra 365 ngày một năm, để anh thấy một ngày như vậy đó thì có bao nhiêu cuộc xuống đường, bãi thị, những cuộc đình công, những cuộc chống đối, những cuộc tổ chức. Và đất nước Trung Quốc trải qua những nhân vật để lại lịch sử như là Ngải Vi Vi, những Lưu Hủy Ba, right, Trần Quang Thành, nó như có cái biểu tượng của những đối lập, những chống đối. Chống đối ở quân chúng, chống đối ở những cuộc bạo động, chống đối bởi những nhà trí thức, chống đối bởi những nhà văn, chống đối những người đoạt giải Nobel và hòa bình, Nobel và văn chương. Cho nên ông ta Tập Cận Bình nhìn thấy một đất nước Trung Quốc qua cái thời kỳ 20 năm của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, mới thấy đất nước Trung Quốc nó bất ổn và đã thiếu đi một cái bộ máy mà biến cái công chúng bất mãn đó trở thành những người không còn bất mãn nữa, và từ không bất mãn nữa đó trở thành những người yêu đảng, yêu chính phủ và yêu lãnh tụ. Cho nên cái bộ máy tuyên truyền đã được đẻ ra. Chúng ta thấy cái thể tưởng tượng như thế này, thưa quý vị, vào năm 2013, một năm sau khi Tập Cận Bình lên ngôi, ông tiến hành trở thành người chủ tịch quyền hạn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông cầm tất cả những cái nào là chủ tịch đảng, chủ tịch nước, chủ tịch ủy ban quân ủy trung ương, và còn chế ra nhiều cái chủ tịch khác nữa, ví dụ ban nhà băng, rồi thương mại, rồi giáo dục, rồi không gian mạng, vân vân. Và ông làm tới 7-9 cái chức chủ tịch như vậy, ông tóm thu tất cả quyền hạn như vậy. Và trong lúc mà tiến hành cuộc tập trung tóm quyền, thu quyền, đã biến mình trở thành một vị lãnh tụ độc quyền, độc tài. Mà nếu như vậy đó, không có bộ máy tuyên truyền thì Tập Cận Bình trong mắt của người dân trong nước
và trong mắt của những người, những nhà phân tích quốc tế, trở thành một tên bạo chúa, một tên độc tài. Qua trường hợp mà thanh trừng Bạc Hy Lai, thanh trừng Trung Vĩnh Khang, thanh trừng Từ Tài Hậu, Tập Cận Bình trở thành một người xoán ngôi, trở thành một người đoạt quyền và tập trung quyền lực mà có thể tạo sự chống đối toàn bộ. Cho nên Tập Cận Bình một mặt á, nhưng mà ông ta làm như vậy, ông ta cứ khéo đi dưới một cái chính sách mị dân, đặt ra một chiến dịch đập ruồi đả hổ để tiêu diệt tham nhũng. Thực chất đến này người ta thấy đó, là đập ruồi và đả hổ tiêu diệt Bạc Hy Lai, tiêu diệt Trương Vinh Khang, tiêu diệt Từ Tài Hậu và tiêu diệt cả 100.000 cán bộ mà đang nghiêng về phía Giang Trạch Dân, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Trương Vĩnh Khang đó. Thực chất trong đó là cuộc tiêu diệt các thế lực đối lập trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó giống như những đợt thanh trừng mà Mao Trạch Đông từng làm, nó giống như đợt thanh trừng mà Đặng Tiểu Bình đã từng làm. Nhưng mà lần này nó họ làm mà dưới một danh nghĩa khác, vì cái quyền lợi của công chúng, vì cái hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì cái hình ảnh của nhà nước Trung Quốc. Thì ông đưa ra những cái kế hoạch đập ruồi đá hổ cho được, khiến cho dân chúng đó, bây giờ trên đường phố người ta cảm thấy rằng y ta có mình làm được cái ta. Và dân chúng bất mãn với tham nhũng, dân chúng bất mãn các cán bộ lấy tiền túi bỏ vô, lấy tiền của ngân quỹ bỏ vô túi, dân chúng bất mãn những tầng lớp quan tham và quan lại, dân chúng bất mãn với trường hợp mà gọi là quan liêu. Thì cái chính sách mị dân á, mị dân, chính sách qua cái hình thức là tiêu diệt đối thủ, mị dân, làm trong sạch hóa xã hội, làm trong sạch hóa chính phủ, làm trong sạch hóa đảng, khiến cho người báo Mỹ họ phải nói một câu như này: trên cái đường phố của Bắc Kinh và các vùng quê hẻo lánh, cái chữ Yayasi là bố tập được xem như một hình ảnh được thương mến. Tại sao? Và chưa hết, ông làm được cái điều đó đó. Bởi luật sư Duyên và thưa quý vị, để được cái quyền hạn rất lớn nữa là gì thưa quý vị? Ông ta dùng 111 tỷ bi kim cho cái nội an và tuyên truyền. Quý vị cứ thử tưởng tượng này, cái ngân sách vào năm 2013 của quốc phòng đó, nó chỉ có 106 tỷ mỹ kim, mà ngân sách để giải quyết vấn đề nội an và giải quyết vấn đề tuyên truyền đã lên tới 111 tỷ. Có nghĩa là hơn cái ngân sách về nội an và tuyên truyền, nó hơn cái ngân sách quốc phòng là tới 5 tỷ mỹ kim. Bởi vì ông dùng cái ngân sách đó để gì? Để tẩy não người dân, để xây dựng hình ảnh của lãnh tụ, để mà khai triển cái chính sách mà đã hổ và đập ruồi, biến cho đất nước Trung Quốc á, bị nhiễm về cái tuyên truyền đó, bị brainwash, bị tẩy não, để cho thấy rằng thay vì người ta có nhìn thấy một cái con người Tập Cận Bình là mỹ dân, nhìn Tập Cận Bình á, là con người của độc tài, nhìn Tập Cận Bình là người thâu tóm quyền lực, nhìn Tập Cận Bình á, là biểu hiện của cái ác á, thì cái bộ máy tuyên truyền, bắt chước bộ máy tuyên truyền tờ Hitler là ông Goebbels là bộ trưởng á, tổng trưởng á, để mà xây dựng cái hình ảnh của một Tập Cận Bình như một người đáng yêu, một người yêu nước, một người khao khát với giấc mơ Trung Hoa, một người muốn đưa đất nước Trung Hoa trở thành một quốc gia đệ nhất trên thế giới này, và họ tự hào về Tập Cận Bình. Chúng ta thấy cái bộ máy tẩy não mỗi chỉ ngân khoảng trong năm 2013 lên đến 111 tỷ bi kim, lớn hơn ngân sách quốc phòng 5 tỷ bi kim. Chưa kể ông biết khai thác với điều thứ hai nữa, là cái nỗi ân hận, nỗi đau của người Trung Quốc á, nỗi hận muôn đời của người Trung Quốc và thế kỷ 20 ấy, là qua cái sự kiện của Nam Ninh, mà lúc đó quân Nhật tàn sát quân Trung Quốc để đặt cái đô hộ lên đất nước Trung Quốc. Nước Nhật là biết như nước giỏ, nước Trung Quốc là đại quốc trong lịch sử Trung Quốc, họ là thiên triều mà họ đòi hỏi nước Nhật phải chiều cống. Nước Nhật trong Bắc Cầu Việt Trung Quốc là mang di và bội giờ. Trung Quốc là cái trung tâm điểm của vũ trụ, trung tâm điểm của trái đất. Những nước An Nam, những nước Miến Điện,
nhưng nước Nhật là nước chư hầu của giống di mang di mọi giờ. Bây giờ cái dân tộc Nhật á, nó lại vượt trội lên về kỹ thuật, về quân sự, về văn hóa, về tài chính để họ xâm lược vào Trung Quốc và đặt Trung Quốc dưới cái vòng nô lệ và kiểm soát của Nhật cùng với Bát Quốc Liên Quân, right? Cho nên á, Trung Quốc có cái nỗi đau bị nhục. Và chúng ta thấy rằng khi Tập Cận Bình lên, trong lịch sử của Trung Quốc là gì? Với ban giao nước Nhật, từ khi năm 1972, khi mà Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao trở lại với Trung Quốc tại Bắc Kinh, Nhật đã chuộc cái lỗi của mình, đã xin lỗi, chuộc cái lỗi của mình và viện trợ không giới hạn cho Trung Quốc để họ chuộc cái lỗi lầm đó. Nhưng mà đến thời Tập Cận Bình, chúng ta thấy chính sách để mà đối lập với Nhật Bản, tới thời Tập Cận Bình, chính sách đòi lại Senkaku để điếu ngư, chính sách đó đẩy cái người dân của Trung Quốc nổi lên, nổi dậy để đập phá các nhà máy của Nhật Bản, để đập phá các thương mại của Nhật Bản, khiến Nhật Bản bắt đầu sợ hãi và chuyển cái đầu tư của mình sang các nước khác. Món nợ tôi đang trả cho anh từ lời xin lỗi cho sự đền bù thiệt hại. Nhưng mà bây giờ Tập Cận Bình vẫn lợi dụng cái điều đó kích động lòng dân, để cho lòng dân mới thấy rằng cái chính sách mà đối với Nhật Bản của Tập Cận Bình là chính sách yêu nước. Họ Tập chính là cái người lãnh tụ đóng ngọt mà ngọt đáng kính của dân tộc Trung Quốc. Họ dùng một mối đau cũ, một mối thù cũ, đánh bóng nó lên qua hệ thống truyền thông, đánh bóng nó lên qua những cái bộ máy tuyên truyền, để biến họ Tập lợi dụng vết đau cũ của đất nước Trung Quốc biến thành một cái tài sản lãnh đạo của đất nước Trung Quốc, để họ Tập trở thành một người anh hùng của đất nước Trung Quốc. Rồi chưa hết, họ sử dụng những cái vấn đề xâm lược trên Biển Đông để làm thỏa mãn cái lòng ái quốc, những con diều hâu của Trung Quốc trong quân đội Trung Quốc, để xâm lược các nước Đông Nam Á, chiếm đảo các nước Đông Nam Á, xây dựng đảo và bất chấp những cái nguyện vọng, khát vọng sống hòa bình và ổn định của các nước Đông Nam Á, để chi? Để thỏa mãn cái người dân Trung Quốc. Họ nhìn thấy ông Tập, họ nhìn thấy như một người yêu nước thật sự, một lãnh tụ thiên tài thật sự, một người đau với cái vận đau của đất nước thật sự, một người sẽ mở cái đất nước Trung Quốc ra trở thành cường quốc trên thế giới. Cho nên họ Tập lợi dụng những cái vết đau cũ và chính sách ngoại giao, chính sách quân sự để mà đè bẹp các nước nhỏ xung quanh, các nước láng giềng nhỏ xung quanh, để xây dựng cái hình ảnh của mình. Mà cái đánh bóng đó, Trung Quốc không có cơ hội để nói chuyện với người dân, báo chí và truyền thông không có cơ hội nói chuyện với người dân để thấy rằng họ Tập mị dân và nham hiểm, đưa đất nước Trung Quốc trở thành đối kháng tới mọi dân tộc trên thế giới. Mà trong khi họ chỉ nhìn thấy họ Tập làm nhân vật được xem là một vương, quân vương đức độ, hiền lành và yêu nước. Cho nên đó, cái điều đó đó, họ áp dụng cái chính sách tuyên truyền của thời kỳ Gabo là bộ trưởng tuyên truyền và giác ngộ, như luật sư Duyên vừa nói đó, để cho họ đánh bóng cái nhân vật là Tập Cận Bình. Và trong thời gian vừa qua, họ xây dựng đảo, họ đối trọc với Mỹ, họ lên tiếng chống Mỹ, họ phản đối Mỹ để can thiệp vào Biển Đông, vân vân và vân vân. Họ muốn bành trướng cái đế quốc của Trung Hoa trên biển sang châu Á Thái Bình Dương, Tây Thái Bình Dương và kể cả Ấn Độ Dương, để họ Tập nhìn thấy, để người ta nhìn thấy rằng họ Tập chính là người yêu nước. Chưa kể, ngay cả Nga, và bây giờ trong cái bản mới nhất của họ, họ tuyên bố là 16 cái quốc gia trong khu vực Đông Á, Bắc Á, kể cả Nội Mông, Ngoại Mông là đất nước họ. Như vậy, không phải chỉ có Việt Nam, Phi Lục Tân, Nhật Bản, mà còn nhìn ngắm Kazakhstan, họ nhìn ngắm cái vùng đất mà Liên Xô trước đây để chiếm đóng, và họ nhìn ngắm những cái chỗ xa hơn nữa trên cái hoàn cầu này, để họ muốn đặt đến cái biên giới của Trung Hoa là bao la mênh mang như thời chúng ta thấy là thời thịnh trị của cái nhà vua Mông Cổ Genghis Khan, là ông gì nữa, cái nhân vật Mông Cổ vị vua Thành Cát Tư Hãn. Để cho thấy rằng họ thấy cái ông mà Tập giống như một Genghis Khan nữa,
Cho nên chúng ta thấy cái bộ máy truyền thông, bộ máy của tuyên truyền, bộ máy của họ được đầu tư tối đa, còn vượt cả cái ngân sách của quốc phòng ấy, để đánh bóng cái dân và họ tập này. Cho nên đó là chính là cái điều mà cái trở lại luật sư Duyên vừa nói, cái kinh điển nào, cái luận thuyết nào để mà họ tập biến thành, họ muốn xây dựng cái họ tập trở thành một đại đế, trở thành một quân vương, và họ dùng lấy cái lòng dân qua cái bộ máy tẩy não và chính sách mị dân đó để xây dựng một cái đế chế mới. Thưa luật sư, ký giả Nguyễn Xuân Nam vừa trình bày cái chính sách mị dân để mê hoặc, để làm cho người dân addicted, tức là ghiền cái chính sách và của Tập Cận Bình, để mà đánh bóng cá nhân của Tập Cận Bình. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó có luôn luôn, nó có mặt âm thì nó có mặt dương, thì nó có mặt âm, nó có mặt trái, nó có mặt phải. Khi mà Tập Cận Bình, thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam, ông ta dùng cái cảm giác gọi là ái quốc cực đoan để mà ông ta mê hoặc cái người Trung Quốc nhá. Rồi ông ta nói là ông ta chống tham nhũng, nhưng mà cái rốt lại đó, năm nay là chúng ta là năm 2015, không phải là của thời năm 1945 nữa. Ngày xưa Hitler, cái thời của Hitler thì chưa có internet. Bây giờ mọi người đều có internet, đều có cell phone, thành ra cho dù mình một cái hệ thống nào có mị dân cỡ nào đi nữa đó, khó mà gạt được cái hàng tỷ người như thế. Thành ra Tập Cận Bình nói là chống tham nhũng, ai cũng biết là, không phải ai cũng biết, nhưng mà những người quan tâm sẽ biết là Tập Cận Bình chỉ dùng cái lá bài đó để diệt đối lập, để củng cố cái quyền của mình thôi. Thành ra sẽ có một số dân mê bố già Tập Cận Bình, nhưng mà cũng sẽ có một số rất lớn những người biết suy nghĩ, theo dõi thông tin trên mạng, trên internet, sẽ thấy rằng là đây cũng chỉ là một cái cách gọi là trừ khử những cái thế lực đối phương thôi. Rồi đối nội đó, thì Tập Cận Bình trấn áp Tân Cương, trấn áp Tây Tạng, trấn áp Hồng Kông, diệt đối lập. Nhưng mà nếu mà những người mà có suy nghĩ, theo dõi thông tin đầy ở trên mạng hết, thì biết rằng là nơi nào mà có áp bức thì nơi đó có đấu tranh. Người ta sẽ nhanh chóng người ta nhìn ra cái điều là những điều Tập Cận Bình đang làm chỉ làm cho nội bộ của Trung Quốc càng thêm căng thẳng, càng thêm khủng hoảng. Đối ngoại, Tập Cận Bình dùng cái lòng ái quốc khơi cái lòng ái quốc cực đoan của người Trung Quốc bằng cách là chống tranh, cạnh tranh với Mỹ, rồi chống Nhật, chống Phi, chống Việt Nam. Nhưng mà những người có trí thức, người ta nhìn vào, bỗng nhiên bây giờ Trung Quốc trở thành kẻ thù của cả một cái liên minh quốc tế chống lại mình. Thành ra việc mà Tập Cận Bình giống như đang đánh một cái canh bạc xì phé để đánh bóng chính mình, ông ta đã tố xả láng như thế. Và rất nhanh người dân Trung Quốc sẽ thấy. Mình đưa một cái thí dụ, chẳng hạn dân Ba Tây, dân Brazil, đối với họ là đá banh là một cái gì thần thánh ghê lắm. Nhưng mà nếu mà cứ đoạt vô địch đá banh hoài, mà trong khi dân càng lúc càng nghèo khổ, thì gần đây nhất người dân Brazil, trong lúc Brazil đang tổ chức cái giải bóng đá thế giới, họ vẫn đứng lên họ chống, thì sẽ có một cái xác suất, một cái cơ nguy là nếu mà Tập Cận Bình dùng toàn lực, kể cả ngân sách rất là nhiều, rồi dùng luôn cả toàn lực nhân sự và trí óc chất xám của Trung Quốc để đánh bóng cho cá nhân mình, mà những cái chính sách đó thất bại, thì ký giả Nguyễn Xuân Nam thấy là cái nguy cơ có cái phản ứng ngược nó sẽ như thế nào? Đây là vấn đề luật sư Duyên đặt ra, vấn đề rất là thú vị. Thời buổi này là thời buổi của thông tin, trên tuyên truyền theo lề phải thì nó bị cạnh tranh bởi tuyên truyền theo lề trái. Cho nên mặc dù họ bịt thông tin trên Google, họ bịt thông tin là trên Facebook, họ cản trở thông tin trên YouTube, họ cản trở thông tin vân vân, nhưng mà thông tin nó vẫn đến với người dân.
bằng những ngọn ngách khác nhau. Chúng ta thấy ông ta khôn khéo sử dụng cái tiền 111 tỷ cho ngân sách hàng năm vượt qua cái tiền quốc phòng để đầu tư về đánh bóng chế độ, đánh bóng đảng, đặc biệt đánh bóng cá nhân của Tập Cận Bình. Nhưng mà chúng ta thấy cái người dân trong nước của Trung Quốc dần dần trong cái tỉnh thức. Nó lâu nhưng mà có tỉnh thức. Và chúng ta thấy rằng trong các cái triều đại, các đế chế trước đây, những nhà độc tài trước đây đó, rồi cuối cùng sự thật là vẫn chiến thắng. Và chúng ta thấy rằng cuối cùng đó, bởi cái giới hạn của tuổi tác, giới hạn của quyền lực, giới hạn của trí khôn, cuối cùng cái sự thật nó vẫn chiến thắng. Vấn đề là cái tội trong dân tộc bị ăn bánh vẽ, tội trong dân tộc bị mỹ dân, tội cho dân tộc tin vào cái điều trật. Ví dụ chúng ta thấy trước đây trong nước sau năm 1975, người miền Nam học là chúng ta thấy là qua những tài liệu của Đảng Cộng sản cung cấp, chúng ta thấy nhân vật Hồ Chí Minh là kinh hoàng, là không có vợ để hy sinh cả đời cho đất nước. Nhưng bây giờ mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khống chế truyền thông, nhưng mà có ai dám tin giờ này Hồ Chí Minh không có vợ? Và có ai câu chuyện những nông thị xuân, câu chuyện của những mối tình chỗ này chỗ nọ, nó bộc phát trong người dân? Và khi mà sự thật nó đã trở thành chân lý và sự thật, nó trở thành một thế mạnh và đã đến được người dân, thì cái sự sụp đổ của niềm tin nó theo cái cấp số nhân, nó theo cấp số nhân. Trên những vấn đề cả ngày trước đó, họ lý luận theo cái chủ nghĩa xã hội là bậc trên, là bước phát triển mới chủ nghĩa tư bản, right? Từ chủ nghĩa tư bản, nhưng bạn nó giấy chết bởi những khuyết điểm của nó, lên tới chủ nghĩa xã hội, lên chủ nghĩa cộng sản. Nhưng bây giờ có ai tin rằng chủ nghĩa xã hội là ưu việt cái chủ nghĩa tư bản? Chứ cái luận thuyết ấy, họ tốn hàng, biết thật sự các nước cộng sản tốn hàng bao nhiêu tỷ mấy kim để tuyên truyền một điều không đúng, để nói một điều không thật, đánh bóng một điều không thật, mỹ dân. Nhưng cuối cùng cái trí khôn của con người, chân lý, nó vẫn là sự thật. Có thể nó mất nhiều thời gian hơn, khi cái ác nó mạnh hơn á, nó quyền lực nó lớn hơn và tài chính nó dồi dào hơn á, thì cái thiện, cái chân lý nó bị cản trở trong thời gian nào đó. Nhưng cuối cùng thưa quý vị, chỉ có một sự thật sẽ tồn tại, đó là minh quân và bạo chúa. Có ai nói Tần Thủy Hoàng trước đây đó sẽ sụp đổ và những cái xấu của chế độ độc tài được khơi ra, right? Chúng ta có ai nghe nói những cái trường hợp khác? Nhưng mà cuối cùng tất cả sự thật đều bị phơi bày trước ánh sáng, và sự thật vẫn cứ là sự thật. Thì người ta giả định thế này: ông Tập Cận Bình đưa ra một cái viễn tượng của Trung Quốc ấy, là tới năm 2000 giấc mơ Trung Quốc nó bắt đầu, giấc mơ Trung Hoa, giấc mơ Trung Cộng, là Chinese Dream, nó sẽ bắt đầu được nói tới năm 2012, và người ta kết thúc nó bằng năm 2049, kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản cầm quyền tại lục địa đó. Thì Trung Cộng sẽ vượt qua Mỹ để trở thành bá chủ của thế giới này. Với giấc mơ đó, ông bơm vào trong cái lòng của những người dân Trung Quốc đó, một cái nhiệt huyết, một cái niềm tin và một tự hào. Và cái bước ông ta tính đến đó, tới năm 2011-12, xong 10 năm của ông ta cầm quyền, lẽ ra ông ta phải đi. Nhưng cái gì sẽ xảy ra? Chỉ còn 6 năm nữa thôi, ông ta phải đi, đúng không? Nhưng nếu 6 năm nữa, phương Tây tính là nếu lúc đó đất nước Trung Quốc mạnh hơn, giàu có hơn, và những cuộc cải cách về xã hội đã được thành công, và những cái chế độ pháp trị nó được thiết lập, và những cái Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh sạch hơn, và cái chương trình phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc nó thăng tiến hơn, cái tầng lớp người mà trung lưu phát triển mạnh hơn, và cái điều gì nữa thưa quý vị, cái môi trường, cái pollution, cái sự ô nhiễm môi trường nó được giảm cái đáng kể, và cái đời sống nó được đẹp, tốt đẹp hơn, thì lúc đó đó người ta sẽ nghĩ cái gì? Nếu ông ta nói rằng tôi cần thêm
một số nhiệm kỳ nữa để đưa đất nước Trung Quốc vượt qua Mỹ, thì có thể lúc đó ông sẽ bắt chước cái Putin là viết lại hiến pháp. Mà khi cái quyền lực của ông ta viết lại hiến pháp để cho phép ông ta nhiệm kỳ 3, nhiệm kỳ 4, nhiệm kỳ 5, nhiệm kỳ 6, right? Và có thể là vĩnh viễn. Và có thể là vĩnh viễn. Thì bằng cái mỹ dân và được dân yêu mến đó, và bằng một cái bộ máy quyền lực và truyền thông khổng lồ, tuyên truyền khổng lồ đó, người dân dễ chấp nhận. Vì họ bị đầu độc mà. Tập Cận Bình trở thành một hoàng đế mới của Trung Hoa. Và cái tờ báo của phương Tây nhận định, nó nói nếu điều đó xảy ra thì thật sự đó không phải chỉ là nỗi bất hạnh cho Trung Quốc, mà là nỗi bất hạnh cho nhân loại. Thì trả lại luật sư. Yeah. Khi một người lịch sử đã cho thấy rồi, khi một người mà họ hoang tưởng đến mức độ là họ nghĩ rằng cái suy nghĩ của họ bao trùm và có thể dẫn dắt cái suy nghĩ của hàng triệu người, hàng tỷ người, thì đúng đó là một cái nỗi bất hạnh, như là cái kết luận mà ký giả Nguyễn Xuân Nam mới vừa nói. Trong cái phần trình bày, ký giả Nguyễn Xuân Nam có dùng hai chữ minh quân và bạo chúa. Có lẽ vào cái thời mấy ngàn, cả ngàn năm về trước, khi mà còn thời vua chúa đó, thì người dân còn mong đợi là có minh quân, có bạo chúa. Nhưng mà nhìn lại cái hệ thống dân chủ của Mỹ và của các nước dân chủ Tây Phương bây giờ đó, chúng ta mới thấy rằng không có ai tin vào một người mà là minh quân, hoặc là để rồi thất vọng khi họ là bạo chúa. Người ta không tin như vậy nữa. Người ta không tin vào, không có trông đợi vào cái sự tốt của một con người, nhưng mà người ta mong là có một cái hệ thống, có một cái thể chế để mà ngăn cái xấu của con người, để cho những con người xấu không có thể bước lên mà nắm được cái quyền hành. Thì đó là cái thể chế dân chủ của Mỹ, thể chế dân chủ của các nước Tây Phương. Cho nên cái may mắn ngày hôm nay chúng tôi và ký giả Nguyễn Xuân Nam đang nói chuyện thì cũng nhằm dịp nước Mỹ đang chuẩn bị đón cái lễ độc lập ngày July 4, ngày 4 tháng 7. Thì cái may mắn của nước Mỹ, của những cái người mà lập quốc 239 năm về trước của nước Mỹ đó, là họ có một cái nhìn, một cái tầm nhìn rất là xa. Thành ra khi mà họ viết một cái bản hiến pháp, là một cái bản giao ước giữa chính quyền với người dân, để mà tôn trọng cái quyền của người dân và đồng thời giới hạn cái quyền của chính phủ, để chính phủ đừng có lạm quyền đó, thì cái người tổng thống đầu tiên là ông George Washington. Sau khi ông ta làm hai nhiệm kỳ, tức là 8 năm, đất nước đang thành công rất là tốt đẹp và đã có những cái đề nghị là nên sửa hiến pháp để ông ta tiếp tục, thì ông ta đã từ chối. Và cái lý do từ chối là nếu mà ông ta tiếp tục, có nghĩa là ông ta đang phá vỡ cái hệ thống, cái thể chế nó tốt đẹp cho đất nước trường tồn 1000 năm về sau. Và nhờ một con người như là George Washington, ông ta không có bị hoang tưởng, ông ta không có nghĩ là ông ta là một cái có thể trở thành thần thánh, mà vì ông ta không có muốn trở thành thần thánh. Nước Mỹ ngày hôm nay 239 năm, cứ mỗi một lần một vị tổng thống xuống, vị tổng thống khác lên, thì cái sự giao quyền nó rất là văn minh, nó rất là êm thấm, nó rất là bình an. Và nước Mỹ cứ tiếp tục như thế mà tiến lên lãnh đạo thế giới về mặt kinh tế, chính trị, quân sự, vân vân. Cho nên cái kết luận của ký giả Nguyễn Xuân Nam lúc nãy đó là nếu mà bây giờ Tập Cận Bình mà trở thành một ông vua mới, một ông bạo chúa, một ông hoàng đế mới đó, thì nó là bất hạnh cho nước Trung Quốc, cái đó là chắc chắn. Mà đồng thời có thể là vị hoàng đế đó muốn lấy lòng dân sẽ gây chiến không cần thiết, và nó sẽ trở thành ra là một cái bất hạnh cho thế giới. Cho nên ngày hôm nay cũng vào dịp lễ độc lập, vào cái tinh thần dân chủ, một cái nền dân chủ gần như là tốt hơn
tốt hơn hết trên trái đất này, mặc dù nó chưa có hoàn chỉnh. Thì chúng tôi mượn cái bài nói chuyện này, mượn cái kiến thức của ký giả Nguyễn Xuân Nam để đưa đến quý khán giả một cái sự, một cái quan sát, một cái nhận định, để rồi chúng ta hiểu nước Việt Nam chúng ta, nếu mà một ngày nào mà mình muốn mình có thể vươn vai lên trên thế giới đó, thì cái ngày đó là cái ngày mà tuổi trẻ đứng lên nhìn rõ mình không cần một hoàng đế, mình không cần một minh quân, mình không cần một Hồ Chí Minh, mình không cần một Đỗ Mười hay là bất kỳ một cái cá nhân nào mà suy nghĩ cho mình. 90 triệu người chúng ta sẽ cùng đứng lên qua một cái hệ thống, qua một cái system, một cái thể chế dân chủ. Chúng ta lựa những người xứng đáng nhất và cùng nhau chúng ta suy nghĩ để cho một cái tương lai Việt Nam nó tốt đẹp hơn. Trở lại với ký giả Nguyễn Xuân Nam. Thưa quý vị, tôi rất là tán thành cái phân tích của luật sư Duyên, bởi vì thế này, chúng ta rất là đơn giản thôi. Việt Nam 90 triệu, khoảng 200 triệu mấy, 3 triệu đảng viên. Tự dưng trí tuệ của 90 triệu nó phải hơn cái trí tuệ của 2-3 triệu đảng viên. Biết bao nhiêu người tài, biết bao nhiêu người có cái nhìn khác đảng cộng sản để xây dựng đất nước, họ bị loại ra cuộc chơi. Họ chỉ lấy những cái con người hoàn toàn mù quáng và tin tưởng vào chính họ. Cho nên tự dưng chúng ta là phủ định đi tự dưng đất nước 90 triệu người, còn đất nước thì có 3 triệu người à? Right? Cho nên cái đó, đó chúng ta là tiêu diệt cái hình thức đó, đó. Là chính đạo sản Việt Nam đã tiêu diệt sức mạnh dân tộc, tiêu diệt trí tuệ dân tộc. Cho nên cái chuyện mà khi mà Tập Cận Bình, người Mỹ đã bảo rằng nếu ông ta trở thành một new imperium, một vương quốc mới, một đế chế mới, một bảo chúa mới, một vị hoàng đế mới, thì đó là sự tội nghiệp cho cái dân tộc Trung Quốc, bởi vì cái chính sách Mỹ dân đã thắng, cái chính sách nhồi sọ đã chiến thắng. Và thưa quý vị, chúng ta thử nhìn cái tội nghiệp cho thế giới nữa, chúng ta thử nhìn đi, cái chính sách mà bành trướng bá quyền xây dựng cái sự quyến rũ cá nhân, xây dựng hình ảnh cá nhân bằng cách đó, lợi dụng cái lòng thù hận của người dân Trung Quốc đối với cái sự thất bại của họ trước Bắc Quốc Liên Quân và trước Nhật Bản vào cái thế kỷ thứ 20 đó, để họ trở thành chiến tranh xâm lược với Nhật, họ thành những bành trướng với Nhật, đối đầu với Nhật và đối đầu các nước Đông Nam Á và đối đầu Mỹ. Vậy thì ai là người bạn của đất nước Trung Quốc bây giờ? Thế giới này biết bao nhiêu quốc gia, vài trăm quốc gia, thử hỏi ai là bè bạn thực sự Trung Quốc? Và khi mà chính sách của Tập Cận Bình càng mở rộng ra đó, chúng ta đã gãy đổ nhiều khúc lắm. Nó gãy đổ rất nhiều khúc. Đất làm cho cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới, Trung Quốc Hoa Kỳ đứng ở cái đoạn xấu nhất trong lịch sử trong mấy chục năm vừa qua. Và cái điều gì nữa? Trung Quốc bị tẩy chay trên nhiều cái diễn đàn. Còn gì nữa thưa quý vị? Họ tạo những cái đối thủ của họ, cái sức mạnh rất bội phần. Ví dụ Nhật Bản ngày hôm nay so với Nhật Bản ngày hôm qua là hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ nói chuyện về vấn đề này trong dịp khác. Tuy nhiên, nhân cái ngày 4 tháng 7, ngày độc lập nước Mỹ đó, chúng ta nhìn thấy hai nhà lãnh tụ, chúng ta nhìn thấy hai hệ thống chế độ, chúng ta nhìn thấy hai cái bộ máy cầm quyền. Chúng ta có bao giờ nghe cái bộ trưởng bộ truyền thông nước Mỹ, nếu có, để dùng 111 tỷ Mỹ Kim để đánh bóng ông Barack Obama không? Nhưng mà nước Mỹ đã cho một eco footing, một cái sự cạnh tranh công bằng. Họ gàn lọc nhân tài để đứng ra lãnh đạo đất nước và điều hành, và cơ hội đến cho tất cả mọi người. Và không ai được quyền lạm dụng cái system đó, lạm dụng cái hệ thống đó để phục vụ những quyền lợi ích riêng của đảng mình hay riêng của cá nhân mình, dù người đó là tổng thống nước Mỹ. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng nhân dịp cái ngày độc lập nước Mỹ đó, quý vị qua trường hợp của Tập Cận Bình thì quý vị có thể liên tưởng đến Việt Nam. Right? Chúng ta có thể liên tưởng đến Việt Nam, và chúng ta thấy rằng đừng để cái bệnh của Trung Quốc trở thành cái bệnh của Việt Nam. Đừng để cái khốn nạn của Trung Quốc
trở thành khốn nạn dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng ta tỉnh táo, suy tưởng và cùng nhau tìm một hướng đi tốt cho dân tộc Việt Nam, mà nó không phải chỉ làm lợi cho bộ chính trị, nó không phải làm lợi cho đảng viên, mà nó làm lợi cho 90 triệu người dân Việt Nam, và mỗi người đều được đối xử một cách công bằng, một cách bình đẳng, và có những quyền lợi, có những cơ hội đồng đều lấy với nhau. Thì chúng ta, quý vị cùng chúng tôi có thể có giấc mơ đó không? Chúng ta nhân ngày độc lập của Mỹ suy tưởng, chúng ta có thể có giấc mơ đó không? Có, thưa quý vị. Nếu chúng ta đi ngược lại cái tuyên truyền một chiều lừa bịp Mỹ dân tẩy não của một mấy tuyên truyền của Hà Nội, của Bắc Kinh ấy, thì chúng ta sẽ có ngày đó. Chúng ta cần cái trí, cái dũng của một dân tộc. Tôi tin chắc rằng nhân ngày này và nhân cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ, tôi tin rằng ông ta sẽ có học được ít nhiều cái tốt đẹp của một quốc gia được xem là đệ nhất siêu cường trên thế giới, một bộ máy, một vận hành, một chế độ chính trị trên thế giới, để nó tẩy cái não lạc hậu của Nguyễn Phú Trọng, để ngày đó nó càng sớm thì càng tốt. Phải không luật sư? Xin luật sư cái lời kết. Dạ. Xin cảm ơn khán giả Nguyễn Xuân Nam với bài phân tích ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Anh em chúng tôi xin tạm biệt và xin hẹn vào chương trình lần tới. Xin kính chúc quý vị một ngày lễ Quốc Khánh Mỹ hạnh phúc, và chúng ta có thể chia sẻ cái giá trị của cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ đến với những người bạn chúng ta khắp mọi nơi và tại Việt Nam. Xin kính chúc quý vị một ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ thật là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn luật sư.